Tập 4. Chương 1. Bước vào mặt trái của tấm gương. Phần 4. Anh ta đến Gia Nam chính là để giết chết chị dâu diệp thù của mình. Phản đối. Thưa chủ tọa, động cơ giết người chỉ là sản phẩm phỏng đoán của công tố viên mà thôi. Sau khi nạn nhân đến thôn Diệt Tuyền thì vẫn luôn sống cùng với gia đình của bị cáo và bình an vô sự. Chúng ta hãy tưởng tượng xem, nếu như bị cáo thật sự vì điều đó mà muốn sát hại nạn nhân thì hà tất phải ngàn dặm xa xôi chạy tới thành phố Gia Nam. Vậy cho nên, thưa chủ tọa, xin cho phép tôi đưa ra chứng cứ thứ hai của mình. Biên bản này chính là lời khai của ba mẹ chồng của nạn nhân mà tôi đã thu thập được khi đến thôn Diệt Tuyền vào cuối tuần trước. Cuối tuần trước anh ta cũng ở thôn Diệt Tuyền. Vậy người mà Thuyên Bảo nhìn thấy cũng chính là... Tôi tin rằng lời khai này trong tay công tố viên cũng có một bản, nhưng không biết anh có đọc được. Lời khai của hai nhân chứng đều lần lượt cho biết rằng cuộc sống của nạn nhân ở thôn Diệt Tuyền là vô cùng hạnh phúc. Tôi đã chọn ra vài đoạn trong đó để đọc cho mọi người nghe. Trong đó, ba chồng của nạn nhân nói: con dâu tôi vô cùng thích nấu ăn và đặc biệt rất thích hầm canh. Vậy cho nên mỗi sáng thức dậy đều sẽ hầm một bát canh nóng cho cả hai vợ chồng chúng tôi uống. Mẹ chồng của nạn nhân cũng nói là con dâu của tôi vô cùng thông minh lại khéo léo, bình thường hay cùng với chúng tôi may áo đan mền, còn đang tặng cho tôi một chiếc áo lông nữa kìa. Tôi tin rằng những lời khai này đều chứng minh một cách rõ ràng, tuy rằng nạn nhân là người ở thành phố nhưng sớm đã hòa nhập vào gia đình vô cùng êm ấm này rồi. Mà bị cáo Dương Hải của tôi cũng nổi tiếng tốt bụng khi ở thôn Diệt Tuyền. Anh ấy không chỉ hiếu thảo với ba mẹ, làm việc chịu thương chịu khó, bình thường còn chủ động giúp đỡ người khác. Chỗ tôi cũng có một số lời khai, tôi sẽ không nói cụ thể chi tiết nữa. Tóm lại, dù cho là nạn nhân hay là bị cáo thì họ đều có cuộc sống thoải mái trên mảnh đất này, sống một cuộc sống đơn giản mà mãn nguyện. Thử nghĩ xem, trong một môi trường mẹ chồng nàng dâu hạnh phúc, chị dâu em chồng hòa thuận, hàng xóm láng giềng thân thiện, thì làm sao có thể xuất hiện những suy đoán độc ác giống như là lời công tố viên vừa mới nói được chứ? Xin lỗi chủ tọa, không phải tôi cố ý muốn công kích công tố viên. Tôi chỉ muốn nói là vụ án này thật sự là một bi kịch. Nhưng bị cáo Dương Hải của tôi cũng đồng thời là nạn nhân. Anh ấy đau bệnh nhiều năm, vì vậy mới phạm phải sai lầm mà không thể nào cứu vãn được. Anh ấy cũng đã biết lỗi của mình rồi, hơn nữa còn vô cùng đau khổ. Cho nên làm sao chúng ta có thể vì một suy đoán không có một chút căn cứ mà làm bi kịch này thêm trầm trọng chứ? Đối với phát biểu của luật sư biện hộ, công tố viên có ý kiến gì không? Cảm ơn luật sư biện hộ nãy giờ đã nói nhiều như vậy. Những lời nói đó của anh đã giúp tôi giải quyết một rắc rối luôn ngự ở trong lòng tôi. Thưa chủ tọa, những lời tôi nói tiếp theo đây có thể lúc đầu sẽ hơi lạc đề, nhưng mong chủ tọa cho phép tôi nói hết, bởi vì nó liên quan đến chân tướng của cả vụ án. Đồng ý. Tuy tôi không biết luật sư biện hộ của bị cáo đến thôn Nhiệt Tuyền cuối tuần trước, nhưng điều trùng hợp là tôi và một người bạn của mình cũng đã đến đó một chuyến. Nhưng mà ở thôn Nhiệt Tuyền, chúng tôi đã trải qua một số chuyện vô cùng kinh ngạc. Lúc đầu chúng tôi vào thôn Nhiệt Tuyền với thân phận là khách du lịch, người dân ở thôn này đối xử với chúng tôi rất tốt, thậm chí cha mẹ của Dương Hải còn tiếp đãi chúng tôi rất nhiệt tình. Xong đến ngày hôm sau thì xuất hiện sự thay đổi, ba mẹ Dương Hải thậm chí còn dùng nông cụ đe dọa đuổi chúng tôi ra khỏi thôn Nhiệt Tuyền. Lúc đó tôi nghĩ rằng có lẽ bởi vì họ đã biết thân phận công tố viên của tôi nên mới làm như vậy. Nhưng điều tôi muốn nói bây giờ là tình hình mà tôi tìm hiểu được ở thôn Nhiệt Tuyền hoàn toàn khác với những gì luật sư biện hộ của bị cáo nói. Lúc nãy anh nói nhà họ Dương rất ít qua lại với người trong thôn. Đúng vậy, thời gian lâu dần cũng có nhiều lời đồn hơn. Ví dụ như có ma. Họ nói nhà họ Dương hãy đến tối là cứ có tiếng ma kêu, làm cho mọi người cuối cùng đều không dám tới gần. Mọi người đều thấy rồi đó. Thật ra người dân thôn Nhiệt Tuyền có rất nhiều lời đồn về gia đình của Dương Hải. Nói là mâu thuẫn cũng không quá, cho nên lời khai nhân chứng của luật sư biện hộ hoàn toàn không đủ tin cậy. Còn ba mẹ của Dương Hải tại sao lại vô duyên vô cớ nảy sinh thái độ thù địch với tôi, thậm chí không ngại dùng cái chết để chống lại? Cho đến sau đó, khi tôi có được lời khai nhân chứng mà luật sư biện hộ của bị cáo đưa cho, khi tôi biết luật sư Trần dẫn ở thôn Nhiệt Tuyền vào cuối tuần trước, thì tôi mới đột nhiên hiểu ra ba mẹ Dương Hải lúc đầu đối xử với chúng tôi như một du khách, thậm chí còn muốn kiếm chắc thêm từ chúng tôi. Nhưng sau khi luật sư Trần đến thôn Nhiệt Tuyền nói cho họ biết thân phận thật sự của tôi, thì ba mẹ Dương Hải đột nhiên ý thức được
một số chuyện phải che giấu không cho người khác biết có thể sẽ bị bại lộ trước mặt tôi, cho nên mới trở mặt chỉ sau một đêm, đuổi tôi ra khỏi thôn Nhiệt Tuyền. Trong thôn có nhà nào mang họ Dương không? Có, sao vậy chị? Anh và chị đều họ Dương. Hôm nay hai người đừng không đi qua chỗ này. Cuối tuần trước tôi tới thôn Nhiệt Tuyền là để hoàn thành công việc riêng của mình. Tôi không hề biết là anh đang ở đó. Còn đối với gia đình của Dương Hải mà anh nói, gia đình của họ đúng là không giàu có, nhưng họ luôn thân thiện với tất cả mọi người. Ba mẹ của Dương Hải cũng không phải là kiểu người như anh đã nói, càng không thể có bí mật gì không thể cho người khác biết. Thưa chủ tọa, sau đây tôi muốn cho mọi người nghe được đoạn đối thoại cuối cùng giữa tôi và ba Dương Hải. Nếu còn tiến thêm một bước, ông sẽ đập nát đầu mày. Hôm nay hai người đừng không đi qua chỗ này. Ông ấy nói là nếu còn tiến thêm bước nữa, ông đây sẽ đập nát đầu mày. Chà, có chuyện như vậy nữa sao? Có chuyện vậy nữa sao? Đúng rồi. Ai dạ, luật sư Trần, đây là sự thân thiện với mọi người mà anh nói sao? Tuy tôi không biết anh có kết nối bao sâu với vụ án này, nhưng thật ra tôi đã nghe nói về anh. Anh cũng giống luật sư Ngụy, nổi tiếng yêu tiền như mạng sống trong giới, trước giờ chỉ nhận những vụ có báo đáp đồng hậu. Khi tôi đến thôn Nhiệt Tuyền, nhìn thấy cảnh nghèo rất mồng tơi của nhà Dương Hải thì tôi liền nghĩ, nhà Dương Hải rốt cuộc đã cho anh bao nhiêu phí dịch vụ tố tụng mà có thể khiến anh tìm đủ mọi cách giúp họ trong vụ kiện này. Tôi ở nhà Dương Hải thật sự cũng nhìn thấy một ít tiền riêng của họ, nhưng so với phí tố tụng hơn 100.000 tệ của anh thì đúng là như muối bỏ biển. Nên tôi muốn hỏi luật sư Trần một câu rằng, người thật sự ủy thác cho anh, người thật sự thanh toán tố tụng cho Dương Hải rốt cuộc là ai? Đương nhiên là Dương Hải rồi. Phí dịch vụ tố tụng là bao nhiêu? Phản đối. Thưa quý tòa, phí ủy thác biện hộ không hề liên quan trực tiếp tới vụ án này, nên công tố viên không có quyền điều tra. Thưa chủ tòa, vấn đề này liên quan trực tiếp đến chân tướng của vụ án và sự thật phạm tội. Nếu như phí dịch vụ tố tụng là một con số khổng lồ thì chứng tỏ chắc chắn có người đang bỏ tiền ra giúp Dương Hải, cũng chứng tỏ chắc chắn có người đang đứng sau vụ án chưa xuất đầu lộ diện, mà người này chắc chắn có liên quan rất lớn với vụ án này. Bị cáo Dương Hải nói không chừng chỉ là người chịu tội thay thôi. Có thật không đó? Luật sư biện hộ phản đối hiệu lực, bởi vì vụ án này có một phần chứng cứ cần phải điều tra xác nhận lại, nên bây giờ tuyên bố dừng phiên tòa. Thẩm phán à, cảm ơn anh. Thứ nhất, giữ khoảng cách nhất định với tôi. Thứ hai, tôi sẽ không giúp đỡ bất kỳ bên truy tố nào. Thứ ba, đừng có vui mừng quá sớm như vậy. Tại sao chứ? Lúc nãy chẳng phải anh ấy đã ép luật sư đối phương vào hẻm cục rồi sao? Ép vào hẻm cục? Cô đùa tôi đó hả? Thẩm phán nói đúng đó. Nếu đằng sau Dương Hải thật sự có một người như vậy đang ủng hộ chi phí luật sư cho anh ta, hơn nữa người này có liên quan đến vụ án, thì trong phiên tòa lần sau Trần Văn Bân nhất định sẽ đưa ra hóa đơn đó. Đúng vậy, thứ đó thanh toán rất dễ dàng. Thẩm phán à, tại sao anh lại dừng phiên tòa? Tôi hỏi cậu, trong phiên tòa cậu luôn miệng nói rằng người thôn Diệt Tuyền lén lút làm những chuyện đáng xấu hổ, nhưng sao cậu không nói đó là những bánh khóe gì nghe tại tòa? Bởi vì đó chỉ là suy đoán của cậu, cho dù là sự thật cậu cũng không thể đưa ra chứng cứ, đúng không? Tôi hiểu rồi, tôi nhất định sẽ cố gắng tìm được chứng cứ. Đây là lần thứ hai rồi, sau này mấy câu hỏi như thế này đừng có hỏi tôi nữa. Được đó, còn có thể nghĩ ra gì có người thứ ba đứng đằng sau. Không phải đột nhiên tôi nghĩ ra đâu, trong quá trình chúng ta điều tra trước đó chẳng phải đã xuất hiện yếu tố được gọi là người thứ ba sao? Đúng vậy. Tuy bây giờ tôi chưa thể xác định người này chính là người đứng sau Dương Hải, nhưng tôi có thể chắc chắn một điều là với năng lực của nhà họ Dương sẽ không thể chi trả phí luật sư cho Trần Văn Bân, mà Trần Văn Bân thì sẽ không làm chuyện không kiếm được tiền. Cho nên chỉ cần tìm ra được người này, tôi tin rằng chân tướng sự thật của vụ án sẽ được làm sáng tỏ. Cho tôi được cắt ngang. Sao vậy? Lúc nãy ở trên tòa, trong đoạn ghi âm cậu mở, tôi nghe thấy giọng của Kiều Nhã. Đâu có, không thể nào. Chắc chắn anh nghe lầm rồi. Hả? Cuối tuần trước không phải hai người ở cùng nhau chứ? Làm gì có chuyện đó chứ. Lý Húc Nghiêu. Sao vậy? Không ngờ cậu là người như vậy luôn đó. Đến thực tập sinh mà cậu, đến thực tập sinh của tòa án chúng ta mà cậu cũng không tha. Gì mà không tha thứ, tôi cũng đâu có làm cái gì đâu. Sư huynh, đến giờ cơm trưa rồi. Cô đừng xen vào, cậu phải nói rõ ràng cho tôi biết. Tôi nói rõ ràng cái gì chứ? Vậy Ừ.
Cảnh sát Trần. Quả nhiên. Tôi nói cảnh cậu sát Trần. Nè, anh đợi chút đã. Có kết quả rồi. Diệp Thù thực sự có trong hồ sơ những người mất tích. Cảm ơn anh nha. Cảnh sát Trần, có thông tin của người báo án không? Có cách thức liên lạc nữa. Vậy anh gửi cho tôi đi. Được, cảm ơn. Mời vào. Thầy Dương. Ừ. Kiều Nhã nhờ tôi xin nghỉ giúp cô ấy. Cái con bé này. Mấy người là cán bộ tòa án vừa mới gọi điện thoại cho tôi đúng không? Làm phiền chú. Có chuyện gì vậy? Không thể nói trong điện thoại sao? Chúng tôi tìm được con gái chú rồi. Tại sao các người cho chúng tôi biết chuyện này? Con gái tôi chết rồi. Tôi nổi nhớ nhưng cuối cùng tôi cũng mất luôn rồi. Con tôi. Hung thủ thì sao? Có bị phán tử hình không? Chúng tôi nhất định sẽ tra ra chân tướng, trả lại công bằng cho gia đình chú. Còn muốn hỏi gì nữa không? Chú à. Ừ. Khi còn sống Diệp Thu là người như thế nào? Con gái tôi là một đứa trẻ ngoan ngoãn, cũng rất tự lập. Từ khi đi học đến khi đi làm, chúng tôi rất ít khi lo lắng cho con bé. Khi còn sống cô ấy làm việc ở đâu? Ở nhà xuất bản làm biên tập. Bình thường nó cũng thích viết về mấy thứ kiểu như tản văn. Để tôi dìu bà ấy về phòng trước cái đã. Đi thôi. Con của tôi. Cô gái xinh đẹp như vậy mà phải chịu đựng quá nhiều trước khi mất. Chú à, chú đến thôn Nhiệt Tuyền bao giờ chưa? Chưa nghe nói bao giờ hết. Con gái chú trước khi mất đã từng sống ở đó một thời gian. Chuyện này chú có nghĩ rằng cô ấy chủ động đi hay không? Không thể nào. Nó đi du lịch toàn là đi nước ngoài thôi. Còn chủ động yêu cầu đến một thôn làng trong nước hả? Tôi khó mà tin được điều này. Tôi hỏi cô cậu, nếu như đã tìm được hung thủ sát hại con gái của tôi rồi, cô cậu còn điều tra gì nữa? Chúng tôi nghi ngờ Diệp Thù bị bắt cóc đến đó. Cậu nói cái gì? Vậy Vậy chú có thể kể chi tiết cho chúng tôi nghe tình hình sau khi báo cảnh sát không? Hôm đó vừa hay là cuối tuần. Bình thường thì mỗi khi đến thứ bảy, con gái sẽ đến thăm chúng tôi, nhân tiện ăn cơm tối ở nhà luôn. Nhưng hôm đó nó không đến, cho nên mẹ nó đã gọi điện cho nó, nhưng không ngờ nó tắt máy. Thời gian đó công việc của nó khá bận rộn, khi tăng ca thỉnh thoảng cũng sẽ tắt máy, nên tôi cũng không để ở trong lòng làm gì. Nhưng mà đến hôm sau là trưa chủ nhật, tôi gọi điện thoại cho nó nhưng nó vẫn tắt máy. Lúc này thì trong lòng tôi đã có một dự cảm chẳng lành. Vậy lúc đó chú không nghĩ đến việc gọi cho người khác sao? Ví dụ như
đồng nghiệp công ty của cô ấy hoặc là lãnh đạo gì đó. Không bao lâu sau thì Tiểu Hà gọi điện thoại cho tôi. Tiểu Hà là ai? Chồng của con gái tôi. Diệp Thù kết hôn rồi. Đúng vậy. Vậy anh Hà đã nói gì? Tiểu Hà cũng giống như chúng tôi, cả ngày gọi điện đều tắt máy, đến sáng ngày hôm sau gọi vẫn tắt máy, nên mới gọi cho tôi để hỏi thăm tình hình. Tôi đã cùng với nó đến nhà xuất bản một chuyến. Người trực ở nhà xuất bản nói hôm thứ Bảy đúng ra là có tăng ca, nhưng mà đến khi trời tối là mọi người đều tan ca rồi. Vậy thứ Sáu có tăng ca không? Tôi hỏi lãnh đạo của Diệp Thù. Lãnh đạo nói cả ngày thứ Sáu Diệp Thù đều ở nhà xuất bản. Tôi truy hỏi thêm nó có biểu hiện gì khác thường không. Lãnh đạo nói không có gì khác thường. Vậy chú có hỏi anh Hà không? Anh ấy nói sao? Nó cũng không phát hiện có chỗ nào khác thường, nên chúng tôi đợi thêm 2 ngày. Con gái tôi vẫn không thấy về, nên chúng tôi đã báo cảnh sát. Cảnh sát đã điều tra camera giám sát của nhà xuất bản và xung quanh nhà của con gái tôi, phát hiện vào tối thứ Bảy, lúc con gái tôi rời khỏi nhà xuất bản, đã nhận một cuộc điện thoại, sau đó bắt một chiếc taxi chạy trên một con đường hoàn toàn ngược hướng đường về nhà. Là ai gọi cho cô ấy? Không có biết. Chiếc taxi đó cứ chạy về phía Tây, không bao lâu thì ra khỏi Gia Nam và lên đường cao tốc. Đợi hoài đến sáng sớm Chủ nhật mới xuống cao tốc ra đường phụ. Nhưng chưa đi được bao xa thì đâm đầu xuống hồ nước ở bên đường rồi. Sau đó cảnh sát đã phân tích nguyên nhân vụ tai nạn là do gáy của tài xế đã bị vật cùng đập trúng vào, khiến cho tài xế mất tay lái. Nhưng sau khi cảnh sát vớt chiếc xe đó lên thì chỉ thấy xác của tài xế, còn con gái của tôi thì không thấy đâu. Sau đó có tìm được hung thủ không? Không có. Nơi xảy ra chuyện là ở ngoại thành, không giống như nội thành có nhiều camera giám sát, nên đã bị đứt manh mối. Sau đó tôi dần dần cảm thấy chắc chắn con gái tôi đã gặp phải chuyện gì đó rất nghiêm trọng, không thể cho chúng tôi biết, cho nên mới đưa ra hạ sách là lựa chọn mất tích. Có thể một ngày nào đó nó xử lý xong mọi chuyện thì sẽ quay trở về. Cho dù không về được thì ít ra là nó vẫn còn sống. Thật không ngờ. Chú à, trong thời gian Diệp Thù xảy ra chuyện, có phải xảy ra vài mâu thuẫn với anh Hà không? Phải. Ủa, sao cô biết vậy? Bình thường vợ tăng ca đều sẽ nói với chồng một tiếng, nếu không vô duyên vô cớ tắt điện thoại sẽ chỉ dẫn đến rắc rối hoặc là hiểu lầm mà thôi. Mà anh Hà là chồng, sau khi biết vợ mình tắt máy cũng không đến nhà xuất bản xem thử, cho nên... Hai đứa nó trong khoảng thời gian đó đúng là đã xảy ra mâu thuẫn. Ai trong cơn tức giận cũng đều khó tránh khỏi sự lơ là. Xem ra quan hệ giữa chú và con rể rất tốt ha. Một số người phải trong thời khắc quan trọng mới có thể nhìn ra bản chất của họ. Kể từ khi con gái của tôi mất tích, Tiểu Hà rất thường xuyên đến thăm chúng tôi. Mỗi tuần đều đến 2-3 lần, đặc biệt là thứ Bảy. Dù có bận cỡ nào nó cũng sẽ tới. Nó sợ là vào ngày thứ Bảy trong nhà lạnh lẽo trống trải thì chúng tôi lại đau lòng. Cho nên bây giờ nó giống như con ruột của chúng tôi vậy. Vậy chú ơi, chú có tiện cho chúng tôi cách thức liên lạc với anh Hà hay không? Cô nghĩ sao? Về chuyện gì? Về việc Diệp Thù vô cớ mất tích. Theo như ba Diệp Thù nói thì việc cô ấy mất tích giống như là do chính cô ấy tạo ra. Đúng là rất kỳ lạ. Tôi nghĩ mãi không ra, nếu như Diệp Thù biết mình sẽ đến một nơi rất xa thì tại sao không nói với gia đình một tiếng? Hơn nữa mục đích của cô ấy là cái gì? Lẽ nào là để đến thôn Nhiệt Tuyền cưới một người bị khiếm khuyết về mặt trí tuệ sao? Anh nói cô ấy biết mình sẽ đến một nơi rất xa nhưng mà không nói cho người nhà biết à? Sao vậy? Làm sao mà anh biết được lúc đó cô ấy biết mình sẽ đến một nơi rất là xa? Ông ấy nói sau khi Diệp Thù rời khỏi nhà xuất bản đã nhận được một cuộc điện thoại, sau đó lên một chiếc xe taxi. Điều đó chứng tỏ rằng đó là lựa chọn tự chủ của Diệp Thù. Đó là chúng ta thuận theo sự việc nghĩ vậy thôi. Nhưng mà nếu chúng ta nghĩ ngược lại, chiếc taxi mà Diệp Thù ngồi ngày hôm đó không phải tình cờ xuất hiện trước mặt cô ấy thì sẽ như thế nào? Nghĩ sâu thêm một bước, nếu mà cuộc gọi đó là một tín hiệu báo cho tài xế mục tiêu đã xuất hiện thì sao? Ý của cô là chiếc taxi đó đã đợi sẵn trước cổng nhà xuất bản, sau khi Diệp Thù đi ra thì có người gọi điện cho cô ấy.
Sau đó cô ấy lên xe và đi. Cú điện thoại đó vô cùng quan trọng. Thứ nhất, cú điện thoại đó là báo tín hiệu mục tiêu xuất hiện. Thứ hai, nó cung cấp cho tài xế thời gian dừng trước mặt Diệp Thù một cách chuẩn xác. Thứ ba, nó cho Diệp Thù một lý do không thể không bắt taxi. Như vậy thì mới có thể tạo nên một sự trùng hợp giả, khiến cho tất cả chúng ta đều nghĩ rằng Diệp Thù chủ động bắt xe ra ngoại thành. Sau đó chiếc xe taxi đã gặp phải tai nạn, mục đích là để trừ khử tài xế taxi, bởi vì anh ta là người duy nhất biết chuyện. Đúng. Quả nhiên là có âm mưu. Như vậy thì chúng ta chắc chắn có thể nhìn thấy một chiếc taxi dừng ở đó trong camera giám sát ở cổng nhà xuất bản rồi. Đồng thời kéo màn lại. Như vậy cho dù Diệp Thù có lên xe phát hiện có gì đó không đúng, xảy ra tranh chấp, chúng ta ở ngoài cũng sẽ không nhìn thấy được. Tôi sẽ gọi cho Trần Kiệt kêu anh ấy đi điều tra. Nhưng mà vẫn còn một chuyện rất quan trọng nữa. Chuyện gì? Cần phải xem anh Hà nói sao trước đã. Dạ xin chào anh đi mấy người? Chúng tôi có 3 người, đã hẹn ở phòng số 8. Dạ được, vậy mời theo tôi. Ừ. Chào anh. Chào cậu, tôi là Hà Học Bân, Viện Kiểm sát Gia Nam, Lý Húc Nghiêu. Đây là trợ lý của tôi. Chào cô. Chào cậu. Chào anh. Mời ngồi. Ừ. Ba người uống cà phê được không vậy? Được. Anh có phải nhà văn đó không? Đúng vậy, là tôi viết tiểu thuyết đó. Là anh thật à? Tôi đã đọc rất là nhiều tiểu thuyết của anh. Nào là Kim Dục Chi Gia, Kim Sắc Chi Thạch, Kim Toàn Thời Đại. Tôi đều đã đọc hết rồi. Nghe tên sách hình như có chút ấn tượng. Có chút ấn tượng là sao chứ? Cuốn nào của người ta cũng đều bán chạy nhất đó. Đặc biệt là Tam Kim Hệ Liệt đều là sách có doanh số tích lũy hơn chục triệu bản đó. Lợi hại vậy sao? Về phổ cập lại đi. Thật là... Nè, nói chuyện chính đi. Xin lỗi nha anh Hà. Thật ra thì nhà tôi gần đây, nhưng vì lộn xộn quá cho nên tôi mới hẹn 3 người tới đây. Không sao chứ? Đương nhiên là không có vấn đề gì. Trong điện thoại mấy người nói tìm tôi có chuyện liên quan đến Diệp Thù, nhưng mấy người không nói cụ thể là chuyện gì. Anh Hà, qua điều tra của cảnh sát, vợ của anh Diệp Thù đã bị sát hại rồi. Là do ai làm gì? Người tình nghi phạm tội tên là Dương Hải, là người ở thôn Nhiệt Tuyền. Anh biết anh ta không? Sao tôi có thể quen tên khốn nạn nó được chứ? Xin lỗi. Tại sao người đó lại giết vợ của tôi? Theo điều tra của chúng tôi thì chuyện này có liên quan đến vụ mất tích của Diệp Thù vợ anh. Trong thời gian mất tích, cô ấy luôn sống ở thôn Nhiệt Tuyền, đồng thời với thân phận vợ của một người nông dân. Lẽ nào là vợ của tôi không nói một lời rời xa tôi là vì một người nông dân hả? Chúng tôi đang nghi ngờ. Không phải cô ấy chủ động rời khỏi Gia Nam. Sao có thể được? Rõ ràng tôi nhìn thấy cô ấy tự bắt xe rời khỏi Gia Nam. Trong camera giám sát cũng rất rõ ràng mà. Nhưng một số manh mối cho thấy cô ấy có khả năng bị động rời đi. Bị động rời đi là sao? Diệp Thù vợ của anh sau khi bị Dương Hải bắt cóc đã lấy anh của Dương Hải và sống ở đó một thời gian. Sau đó cuối cùng cô ấy tìm được một cơ hội trốn về. Dương Hải cũng đuổi theo và giết người diệt khẩu. Vấn đề bây giờ là đối với vụ án Dương Hải giết người, chúng tôi có bằng chứng chính xác. Nhưng nếu khởi tố anh ta tội buôn bán phụ nữ thì chúng tôi vẫn còn thiếu chứng cứ xác thực. Hôm nay đến tìm anh là hy vọng anh có thể cung cấp cho chúng tôi một vài manh mối. Nếu nói vào ngày mà Diệp Thù bỏ đi thì không có gì khác thường hết. Nếu nói có gì khác thường thì trước khi ra khỏi nhà, cô ấy có nói cô ấy muốn đến tiệm chụp hình lấy hình đã rửa xong. Hình nước Pháp đúng không? Sao cô biết là nước Pháp vậy? Ở hiện trường xảy ra vụ án, cảnh sát tìm được một tấm hình cô ấy đứng trước tháp Eiffel. Sau đó thì sao? Sau đó thì tôi tiếp tục ở nhà viết tác phẩm cho đến khoảng 11 giờ tối. Tối hôm đó tôi thấy cô ấy vẫn chưa có về. Tôi bèn gọi điện cho cũ, kết quả là tắt máy. Sau đó thì tôi thấy mệt nên tôi đi nghỉ thôi. Đến sáng ngày hôm sau tôi lại gọi điện cho cũ, kết quả vẫn là tắt máy. Nên tôi đã gọi điện cho ba của Diệp Thù. Những chuyện sau đó chúng tôi đã nghe ba của Diệp Thù nói rồi.
Bây giờ nghĩ lại tôi, thật sự tôi rất có lỗi với cổ. Nếu hôm đó tôi có thể đến cơ quan đón cổ, tôi nghĩ cảnh sát có thể tìm được chiếc taxi đó trước khi xảy ra tai nạn rồi còn gì nữa. Thứ cho tôi nói thẳng, anh Hà, có phải thời gian đó anh và vợ của anh có vấn đề về mặt tình cảm không? Chúng tôi đúng là có cãi nhau vào hôm thứ Sáu, nhưng mà cụ thể là gì thì tôi không có nhớ. Tóm lại là những chuyện nhỏ nhặt mà thôi. Chúng tôi nghe ba của Diệp Thù nói, đối với hai ông bà anh giống như con ruột vậy. Tôi sẽ thay Diệp Thù chăm sóc tốt cho họ. Anh Hà à, có phải anh có biệt thự ở ngoại thành không? Làm sao cô biết chuyện này? Tôi là fan trung thành của anh mà. Giống không? Ý cô là người đàn ông thần bí tặng hoa sao? Dốc dáng anh ta đúng là có chút giống với Hà Học Bân, nhưng có rất nhiều người có dốc dáng như vậy. Cô nghi ngờ Hà Học Bân sao? Tôi nghi ngờ mỗi người tôi đã gặp. Nếu cô đã nghi ngờ Hà Học Bân thì tại sao cô còn cố tình kêu tôi cho anh ta biết mọi chuyện chúng ta biết chứ? Nếu như anh ta thật sự là kẻ đứng sau bức màn thì chẳng phải đánh rắn động cỏ rồi sao? Không đâu. Tại sao không chứ? Đầu tiên tôi kêu anh nói với anh ta là muốn xem phản ứng của anh ta sau khi nghe được chuyện. Thứ hai, có một số chuyện dù anh không nói thì anh ta cũng sẽ hỏi thôi. Nhưng mà phản ứng của Hà Học Bân rất bình thường. Ừ. Nhưng mà anh ta có thể biết được một thông tin qua cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Đó chính là chúng ta đi tìm anh ta không có thu hoạch gì. Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Cô sống một mình sao? Ừ. Thật là tốt. Nhớ lúc tôi bằng tuổi cô, vẫn phải chen chúc trong một nhà cùng với những người già. Lúc bằng tuổi tôi, nói cứ như anh lớn hơn tôi nhiều lắm vậy. Tóm lại là lớn hơn cô. Vậy rốt cuộc anh bao nhiêu tuổi? Hơn một tuổi cũng là lớn hơn. Tôi 16 tuổi. 22 tuổi. Tôi lớn hơn cô 5 tuổi. 27. Nghĩ cái gì vậy? Tôi đang nghĩ, đây hình như là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện nhảm nhí kể từ khi biết nhau. Đúng là rất nhảm. À đúng rồi, vậy bây giờ anh không cần phải sống chung với người già nữa rồi chứ? Không cần nữa. Vậy sống cùng bạn gái à? Tôi ở một mình thôi, chưa có bạn gái. Ồ. Cô hỏi chuyện này để làm gì? Thì cảm thấy nói chuyện nhảm với anh rất vui thôi. Trên đường về chú ý an toàn nha. Ừ, nghỉ ngơi sớm nha. Tôi đi đây. Ừ. Yeah.
Chiều nhà. Tôi về đến nhà rồi. Tôi về đến nhà rồi. Mai gặp. Alo. Tôi có đồ muốn cho cô. Bây giờ một mình cô tới công viên vòng xoay Danh Hải đi. Anh là ai? Tôi chỉ cho cô một tiếng đồng hồ. Tôi còn tưởng cô không đến chứ. Ba Thuyên bảo sao anh lại ở đây? Nghĩ tới nghĩ lui, có một số chuyện nếu không nói tôi sẽ hối hận cả đời. Tôi đã nói dối hai người. Tôi biết. Cô biết à? Thật ra anh là người giới thiệu trung gian buôn bán phụ nữ và trẻ em. Đúng vậy. Những chuyện xấu đó đều do tôi làm. Cho nên anh là người đứng sau điều khiển mọi chuyện sao? Cô đánh giá tôi quá cao rồi. Tôi không có bản lĩnh lớn như vậy. Tôi ghi âm có được không? Không thành vấn đề. Nói đi. Con trai lớn nhà họ Dương từ nhỏ đã là một thằng khờ. Từ nhỏ? Vậy anh ta chưa từng đến Gia Nam sao? Chưa. Anh ta luôn ở thôn Nhiệt Tuyền. Người trong thôn đều biết cả sao? Những người cùng độ tuổi với tôi và người dân lớn hơn tôi đều biết chuyện này. Vậy tại sao còn phải đồn nhà họ có ma? Anh còn nói chính xác rằng đó là chuyện của 5-6 năm trước. Tôi nói vậy để lừa hai người thôi. Những gì Tiểu Bảo nghe đều là những lời người dân dỗ trẻ nhỏ. Hoàn toàn không có ma cỏ gì hết. Vậy sao nhà họ Dương còn phải giấu anh ta đi chứ? Chắc là sợ người ta bắt nạt. Nếu là như vậy, tại sao phải cưới vợ cho anh ta? Để nói giỏi tông đường, đặc biệt là con cả trong nhà, chỗ chúng tôi tín ngưỡng chuyện này. Tôi biết là tôi đã làm rất nhiều việc xấu. Nhưng chuyện Diệp Thù bị bắt cóc tới thôn Nhiệt Tuyền, tôi không hề tham gia vào. Tôi không tin. Cho nên tôi đã đem bức thư này đến. Lúc đó tôi nói dối hai người là vì sợ những việc phạm pháp tôi làm sẽ bị hai người phát hiện. Sau khi biết được Diệp Thù đã chết, tôi đã thông suốt rằng mình không thể sống cuộc sống như vậy nữa. Nhưng mà anh vẫn phải bị pháp luật trừng trị. Sở dĩ tôi kêu cô đến một mình là vì sợ sẽ xảy ra chuyện này. Trước khi tôi tìm được cho Tiểu Bảo người nhà tốt, tôi vẫn chưa thể bị bắt được. Đợi tôi sắp xếp xong xuôi mọi chuyện, tôi nhất định sẽ tự đi đầu thú. Anh định đem cho Thuyên Bảo? Tiểu Bảo vốn dĩ không phải con ruột của tôi. Được rồi, vậy thôi, tạm biệt cô. Sao tôi phải tin anh sẽ đi tự thú chứ? Nếu như tôi chưa nghĩ tới việc sẽ đi tự thú thì sẽ không bao giờ tới tìm cô. Với lại trong chiếc hộp này cũng có lời thú tội tôi đã viết sẵn. Tôi hỏi anh câu cuối cùng, tại sao lại nói với tôi những chuyện này? Lý do cũng nằm trong bức thư của Diệp Thù.
Tôi không biết anh tên là gì, tạm gọi anh là người tốt bụng vậy. Tôi muốn cảm ơn anh đã âm thầm chăm sóc, quan tâm và che chở cho tôi. Tôi chỉ có giá này thôi, anh cũng biết bây giờ đang bị siết chặt mà. Đây là một đứa bé trai, anh có lấy không? Được rồi, vậy đi, chốt. Không dám bao trùm. Đi mau lên. Đi đi. Đi đi. Đi. Tôi sẽ đưa cô đi, rời khỏi đây. Tôi phải ở lại, không thể đi. Không biết tại sao anh lại đến tìm tôi, nhưng nếu anh muốn tốt cho tôi, mong rằng sau này mỗi ngày được nhìn thấy anh. Alo. Tôi biết cả rồi. Hả? Lớp phổ biến luật. Chứng quan tưởng bị hại. Chứng quan tưởng bị hại. Chứng quan tưởng bị hại thuộc một loại bệnh về tâm thần. Khoảng 1 điều 18 luật hình sự nước ta có quy định. Bệnh nhân tâm thần gây ra kết quả nguy hại khi không thể phân biệt hoặc là không thể kiểm soát hành vi của bản thân mình. Thủ tục tòa án giám định xác nhận. Không chịu trách nhiệm hình sự, nhưng mà cần phải giao trách nhiệm cho người nhà hoặc là người giám hộ, canh giữ nghiêm ngặt và điều trị. Trong tình huống cần thiết, chính phủ sẽ điều trị bắt buộc. Do vậy, có thể thấy rằng thứ nhất, bệnh nhân tâm thần có phải chịu trách nhiệm hình sự hay không nằm ở việc lúc hành động có năng lực phân biệt hoặc là kiểm soát rõ được hành vi của mình hay không. Thứ hai, lúc hành động có năng lực phân biệt hoặc kiểm soát hành vi của mình không, không thể căn cứ vào lời khai của người hành động để xác định, cũng không thể căn cứ vào phán đoán chủ quan của người tuyên án để mà xác định, mà cần phải được thông qua thủ tục giám định của pháp luật để mà xác định bệnh nhân tâm thần không chịu trách nhiệm hình sự, bởi vì không có khả năng chịu trách nhiệm hình sự, không phải bỏ mặc hết thảy bọn họ, mà cần phải giao trách nhiệm cho người nhà hoặc người giám hộ canh giữ nghiêm ngặt và điều trị, lúc cần thiết cũng có thể nhờ chính phủ điều trị bắt buộc. Khoảng 2 điều 18 luật hình sự đã quy định
bệnh nhân tâm thần gián đoạn phạm tội trong lúc tinh thần bình thường cần phải chịu trách nhiệm hình sự. Bệnh nhân tâm thần gián đoạn trong lúc tinh thần bình thường có năng lực phân biệt hoặc là kiểm soát hành vi của mình, vì vậy cần phải chịu trách nhiệm hình sự cho hành động phạm tội của mình. Khoản 3 điều 18 luật hình sự quy định, bệnh nhân tâm thần phạm tội khi chưa hoàn toàn mất đi năng lực phân biệt hoặc là kiểm soát hành vi của mình cần phải chịu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, có thể giảm nhẹ hoặc là chịu hình phạt nhẹ hơn bình thường. Bệnh nhân tâm thần có năng lực chịu trách nhiệm hình sự hạn chế là một bộ phận bệnh nhân tâm thần nằm giữa hai loại bệnh nhân tâm thần đầu. So với bệnh nhân tâm thần hoàn toàn không có năng lực chịu trách nhiệm hình sự, loại người này không hoàn toàn mất đi năng lực phân biệt hoặc là kiểm soát hành vi của mình, vì vậy không thể giống như bệnh nhân tâm thần hoàn toàn không có năng lực chịu trách nhiệm hình sự, hoàn toàn không chịu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, loại người này lại là bệnh nhân tâm thần, năng lực chịu trách nhiệm hình sự dù sao cũng bị giảm sút. Do đó, luật hình sự nước ta đã quy định loại người này có thể giảm nhẹ hoặc là chịu hình phạt nhẹ hơn.